vpgame.vn, số ạc nhanh chóng uy tín an toàn. Ok, chào các bạn đến với channel của mình nhá. Clip này thì mình làm về vị tướng đó là Zone. Và ở clip này á thì mình chơi Zone, mình ở vị trí S3 và ông F5 á, thì ông không FP cho mình và ông nói câu thế này. Đó là mày tuổi gì mà tao FP cho mày. Mà ông bên kia ông F5 là ông Richter ấy và ông Zuka thì chắc có lẽ cùng tém với nhau. Bởi vì ông kia kẹp kim cương mà, nên là mình hỏi ông ấy mấy sáo ấy thì ông ấy bảo là hơn mình. Thì ok, trận đấu này thì không FP thì mình sẽ đánh, cố gắng đánh cẩn thận hơn nhá. Và lối trang bị thì mình chắc cũng phải lên món đồ thủ nữa. Bây giờ thì bên mình mất con búa xanh rồi anh em ạ, bị mất con búa xanh, rừng mất con búa xanh rồi, khá là thọt cho rừng rồi đấy. Thì ở clip này mình sẽ lên cái lối trang bị đó là có món đồ thủ với nhá, bởi vì trận đấu này thì mình không hề có ai bảo kê bên cả, gọi là tự lực cánh sinh thôi anh em ạ, cố gắng giữ vị trí thôi chứ mà hồ báo xíu là không có ai HP, không có cấp cứu, không có lành bài phóng thân, chỉ có một cái tốc biến để bảo vệ bản thân thôi. Ok, thì pha này chắc có lẽ nó không đuổi được đâu, mình chưa cần dùng tốc biến đâu. Ở trận đấu này thì tém bàn bến khá khỏe và có á thú rồi, có á rí rồi, có á rúm này. Mình nghe khó sống sót thì cố gắng trận đấu này sẽ giữ vị trí xíu nhá. Chứ ông S5 ông có chịu SP cho mình đâu, ông Richter bên này cũng đang được, bên ông Richter ông ở bên kia luôn rồi. Thì Zuka thì làm gì bảo kê được mình, chứ kéo mình phải bảo kê Zuka nữa. Cũng không sao, trận này thì cố gắng chơi thôi, bởi vì bên mình cùng mạnh mà, có y nghịch mạnh này, rồi dịch tớ cùng mạnh này, hy vọng dịch tớ gánh cực tém nhá. Rồi chơi này choáng may này. Thôi bỏ bạn ơi, nó đông lắm, nó đang ăn rồng kìa, tập trung đánh rồng bạn ơi. Rồng này rừng đâu rồi nhỉ, rừng đâu rồi, nó còn ít máu kia rồi, mình choáng được nó một màng dành cho Zuka rồi, bắt luôn đấy, chơi luôn, sợ cái gì, ngại ngung cái gì, sợ lim nhảy tốc biến quá luôn này, bắt thằng sợ lim này, mày thì sợ lim này, rồi, có màng dành cho mình rồi, mình ăn được một màng nhưng mà hỗ trợ lên tần bá màng anh em á, thôi không sao, để y gịt xanh đi, xíu nữa y gịt nó gánh được, bởi vì y gịt là một chất tướng pháp sư rất chi là khỏe mà, khó chịu và khỏe. Cái pha này cố gắng rỉa cái máu trù nhá. Thì thằng A thú thì chắc chắn nó phải gần ra rồi, thôi gần ra rồi thì mình chạy về thôi nhá. Chắc phải về hồi phục anh em ạ. Thôi thôi bạn về. Ông này trời ơi, bạn về đi để xỉu máu HP để mình hồi năng lượng xíu. Ông kia biển về rồi còn ăn của mình nữa. À, thu phá này thì mình ôm trụ hoàn toàn nhá, rúng mà vào nó khóa phá thì mình cũng đi tỏi luôn ấy, nên là mình phá này mình phải ôm trụ hoàn toàn. Thì khi không có FP thì các bạn đánh cẩn thận hơn xíu nhá các bạn, bởi vì các bạn lên cao hay là các bạn lên bảng luôn ấy. Rồi có phá giao tranh đây rồi, mình được bắn rồi anh em ạ, rồi phá này chết rồi, thằng thú chết rồi, nhưng mà màng đấy lấy danh du cá mình lại hỗ trợ tiếp rồi. Thì ở clip này mình sẽ giới thiệu về bộ trang bị nhá. Bộ trang bị này thì cũng có một món thủ nhá các bạn. Mình sẽ cố trận đấu này thì mình sẽ lên thủ. Còn lên vị trí thứ mấy xíu nữa các bạn xem. Và trang bị thì mình bỏ dưới clip nhá. Còn về bảng ngọc cho vị tướng Zone thì mình sẽ lên như sau. Ngọc đỏ mình lên cho nó tốc đánh tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím mình lên cho nó là 5 viên hút máu và 5 viên tốc đánh tốc chạy. Còn ngọc xanh mình lên cho nó là công vật lý và xuyên giáp. Rồi có màng dành cho mình rồi. Hiện tại bây giờ thì ông Victor đã AFK rồi anh em ạ. Đứng một chỗ kia. Cái này sao chơi, mình đã
Đầu game thì đã nói mình rồi, giờ lấy ai ấp cá là sao chơi? Các bạn xem này, trong một đội liên quân thì có tém 5 mà không ai chịu SP cả thì mình chịu đấy. Ông dịch tớ giờ khi đánh khi không thế này rồi, pha này mình được bắn phật gì cho anh em ơi, đứng góc này thì không ai mỏ được rồi. Rồi thằng này chết tiếp rồi. Rồi bây giờ ra đẩy cái lính này lấy cái trụ nhá. Mày này chết không? Trời ơi, xíu nữa kia con xíu máu anh em ạ. Hiện tại thì mình có 2 mạng rồi và hỗ trợ đến tận 7 mạng lần. Hỗ trợ gì mà nhiều thế? Thôi xong rồi, Richter chắc chết rồi. Richter ai ấp cá rồi, sao chơi đấy? Bên mình thì đang có thể trận hoàn toàn mà Richter ai phá rồi rồi, phá này hay lắm, Murat hay lắm, ảo anh chàng chết luôn rồi. Lại hỗ trợ rồi. Kiếm mang xem nào. Rồi phá này mình lùi nhá, rúng nó vào mà khóa được mình thì là coi như thằng sơ lim lên là mình chết đấy. Định bắn cả ẹt mạng mà không được rồi, chết rồi. Khổ các bạn ạ, ốm trù khổ lắm. Thôi bỏ trù rồi, ván này thì mình chắc chắn phải bỏ trù rồi. Bên ta bàn đông quá. Igit đang hỏi tụp nó sao thế, thì nó ai ấp cá chứ sao nữa. Khi đánh khí không đến nay thì sao chơi. Thôi tục biển phá này chắc đàn anh em ạ. Gặp thanh niên kiểm tra hốc kỳ khi đánh khí không anh em ạ. Cái này thì chết rồi. Bỏ rồi, bỏ rồi. Vừa chơi hockey, kiểm tra hockey mà chơi game thế này thì chịu rồi. Rồi pha này mình sẽ cố gắng ăn con bút xanh này nhá. Rồi thanh niên ai ấp cá rồi, chính thức ai ấp cá đây anh em ạ. Xoay xoay vòng ở laser ai ấp cá đây đấy. Đầu game thì vào nói mình, vấn đề tao mà phải ép phế cho Mỹ à. Thì bạn ấy chắc có lẽ đánh cùng với Zuka, bởi vì Zuka kim cương mà. Rồi đầu game nên mình hỏi bạn ấy mấy sao, bạn ấy vẫn lại tao hơn Mỹ. Thì ok, bây giờ mình lên món đồ thủ áo choàng nhá, lên cái áo choàng để tăng lượng chống chịu xíu ấy. Chịu... Ôi thôi, thôi, bỏ rồi, bỏ rồi. Bạn này chết rồi. Chết rồi, bắn thôi, thôi bắn luôn đấy, đằng nào chết mà. Này, ôi, vẫn kiếm được màng này. Màng đổi màng. Thì phá đó mình chạy đường kia thì bị Arum nó khép gốc, mà chạy đường này thì bị con lấu ép rồi thì chịu rồi. Nhưng mà không sao, màng đổi màng mà phá đó thì cũng ok đấy. Hiện tại bây giờ thì Zuka đang dần theo Richter theo. Bỏ tay với ông này đấy. Anh em xem. đánh đấm tên này đi. Thôi, trận này nghe khổ rồi. Murat GG. Thực sự trận này rất chỉ là khó đánh rồi. Bên mình thì đã không có tánh rồi. Rồi lại thêm một á thành phần ái ấp cá nữa đi. Cố gắng bảo vệ thôi. Và này mà nó choáng cái là mình phải tốc biển lên đấy. Ránh cáo thủ. Ránh cáo thủ mà chi chứ được một triệu vầy khổ. Rồi có phá giao tranh, mình được bắn rồi, một màng dành cho mình, một màng và hỗ trợ 10 màng rồi anh em ạ. Rồi phá này còn ái không? Ôi sơ lím choáng giáo lao các khí trúng này.
Rồi một nội tài cho Lim mất nửa máu rồi. Chơi tộc biển chơi luôn. Hai lần tộc biển kiếm được hai mạng của thằng Slim. Ok thì tém bàn chết bốn người rồi. Còn tém mình thì ông Richter thì khi đánh khi không à. Không biết có đánh biết lần này không biết có đánh mất. Rồi pha này chơi. Ok thì tém bàn này chết gần hết rồi nha. Pha này mình lấy cái trụ này nha. Tém bàn ra ba người rồi. Ok thì mình chạy thôi. À rí mà nó lại vào mình phải thì mình chết thôi à. Cái món đồ tiếp theo mình lấy nhau nói xuyên giáp nha. Bên kia khá trấu nha. Mình lên theo nó kiếm Muramasa đi. Bên kia có A thú, A ri cũng lên giáp. Rồi giờ thì chính thức AFK rồi anh em ạ. Bên kia có A thú rồi A rúm rồi A ri lên. Rồi con Lauriel cũng lên theo hướng thú nữa ấy. Rồi có phá giao tranh. Mình được bắn không? Mình được bắn không? Góc này thì khá đẹp rồi. Nhưng mình không có tộc biển nhưng không sao. Đồng đội mình đã diệt hết rồi. Này thì Slim. Thật sự thì mình bình luận nói đôi lúc ngất thì mong các bạn thông cảm nhé. Còn mình không bình luận thì đôi lúc nó cũng thế nào ấy. Nên là thôi, cứ bình luận bạn nào không hay thì mong các bạn thông cảm ấy. Rồi pha này A thú này. Cố gắng lấy cái trù nào. A thú làm gì đấy. Có chết không? Liều chết không? Rồi thôi bỏ ra chiêu cuối này. Rồi không được rồi. Thế trận này máy là có nhờ có Igit đấy, có choáng nhiều đấy. Rồi pha này kiểu Murat, đâu từ Murat chết rồi. Rồi chạy bạn ơi. Chạy. Ờ thôi không chạy được rồi. 3-4 được khép góc thế này sao chơi. Mình đừng tự, mình là định chạy lại phía đâu Igit á. Lấy đâu nay là thằng A thú nữa, lấy đâu láo nữa, A rúng nữa, tôi chịu này, bỏ tay này. Còn ông Zuka và ông Richter thì đang dần nhau đi lung ta lung túng rồi. Trần này thì cái gánh rồi anh em ạ. Thôi Igit sống. Gặp A rúng khỏa rồi thì đấy, ông Richter, ông tự nhiên ông lao vào, thế thì ai chơi. Khó rồi, nói chung trận này khó rồi.
Thì cái đoạn đầu khi mà cầm tròn thì mình không quay được cái phần ông Victor nói ấy, khi mà ông Murat nói VL F5 ấy. Thì mình không kịp quay lại cái đoạn đó. Chứ quay lại đoạn đó thì cho các bạn thấy ông F5 ông kiêu ngạo thế nào. Một đội liên quân thì tem nắm vị trí nào cũng quan trọng, mà ông làm câu vấn này tao mà phải FP cho mày à. Ơi có pha giao tránh ở xe giá nhẹ nhẹ thì không phải nhẹ nhẹ mà quá nặng rồi. Mình đang đứng tròn cái góc để bắn, rồi mình đứng đấy bắn bắn được ai, rồi bắn thằng Slim này, bắn thằng Slim này này đi bắn này, rồi bắn ai lâu đang quậy Slim thì đang rồi xong rồi pha này chết rồi. Liệu y gịt cô gánh được tiếng không? Slim khỏe quá, Slim đang con này giáp hồ mình nữa. Nhưng mà tem bạn chết 3 người rồi, lính bây giờ thì bên mình 3 con lính siêu cấp. Thì đang lao vào nhà của nó, nhưng mà tem nó về kịp rồi. Thì phá này tem nó không về kịp thì 3 con lính này đầy xỉu là cái nhà nó cũng gục đấy à. Lại lính tràn vào tiếp rồi. Lại lính tràn vào tiếp nữa rồi. Trận đấu này máy nhờ phá được 3 đường, chứ không phá được 3 đường là chắc chắn bên mình sẽ thua 100% luôn ấy. Bởi vì tem bàn về lệch kính lắm mà tem mình chả có ai tánh nhất cả. Mình sẽ lên đôi giày kiên cường nhá. Lên đôi giày kiên cường chứ. Thôi bán cái này lên giả phô mạnh luôn nhá. Để sống sót xíu với mình chết vặt thì coi như khó. Mình mà chết là coi như cái tầm tay dài để giết con lão là không còn nữa. Bởi vì lão Riao chả sợ những vi tướng tay ngắn đâu. Rồi có phá giao tranh ở hàng xe giá. Rồi liều lên có kịp không? Rồi đang chọn góc để bắn này. Mình phải đứng xa xa nhá, lên nó khóa là mình tối ấy. Bắn được ai không? Bắn được ai không? Rồi Ari đã chết rồi thì mình không sợ lắm nữa này. Rồi pha này con này đi chắc chắn chết rồi. Chạy đâu em? Rồi có pha giao tranh thẳng lời rồi, sao lên chết rồi này. Ok thì tem mình đẩy thẳng luôn là win luôn này. Chết 3 người rồi kìa, à thú thì làm gì nữa, làm gì cho đời nữa. Ok thì trận này thẳng là cùng một kỷ lục anh em. Ai ấp cá thì không còn tánh. Rồi ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chào các bạn nha.